tôi không bị bệnh về gan nhưng có người cho một ký 6 tam phân khô, vậy tôi có sử dụng được hay không ạ? Xin cảm ơn. Chào bạn, cây 6 tam phân là một loại thảo dược được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian như một phương thuốc để bảo vệ gan, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, trong đó có ung thư gan. Vì vậy, người bình thường không có bệnh tật gì thì vẫn có thể sử dụng 6 tam phân để bảo vệ và tăng cường chức năng gan, giúp cho gan được giải độc tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý với bạn là hiện nay 6 tam phân là một loại thảo dược có giá trị cao, nên thường thì thị trường có pha lẫn một số loại rễ cây khác vào. Do vậy thì người mua rất là dễ bị nhầm phải 6 tam phân giả. Việc sử dụng 6 tam phân giả không có tác dụng mà thậm chí còn gây ngộ độc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Do vậy, khi nhận 6 tam phân thì bạn nên kiểm tra kỹ 6 tam phân được người thân biếu tặng là có nguồn gốc từ đâu. Liều dùng 6 tam phân cho người bình thường là khoảng từ 15 đến 20 gram một ngày. Dùng 6 tam phân có vị hơi đắng, khó uống nên khi sử dụng thì bạn có thể uống một ít một cho quen dần. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về công dụng cũng như là cách dùng của vị thuốc 6 tam phân thì có thể gọi điện đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh